Rồi đây là bác Ba Quất nha. Đây, sư phụ cu của mình. Bác Ba. Đây bác Ba Quất. Đây là mấy anh em ở bên Đông Thạnh. Đây hai ông anh tôi. Đánh cu mà giống như đi hội chợ vậy đó. Đây hai ông anh tôi nè. Nhân tân tập. Đây là anh ở xóm tôi, anh Cả. Bây giờ các bạn coi cu nè. Đây là đi giao lưu vật cu mồi nha các bạn. Đây con mã lai của tôi mới vừa lập chiến tích đó, kêu đêm qua cà phê thì không kêu, ra rừng thì nó kêu. Rồi bây giờ mình đang nhà trong nhà bác Ba Quất ha, thì đi giật cu xong rồi vô đây chơi đó anh em nè. Thứ bảy chủ nhật thì chỉ có vậy là vui thôi anh nha, chủ nhật là vậy là vui thôi chứ có gì đâu anh Cả, ông anh hàng xóm tôi đó. Đây ông bác của tôi nè, đó, bác Ba Quất cầu thủ. Đây là anh Điền Nhân, tên gì anh Nhân? Anh Nghi. Anh Nghi nhớ đăng ký kênh em nha anh Nghi. Đây, không gian cũ các bạn ha, nhà bác Ba Quất đây đó. Sáng nghe mình đánh thì các ba cũng đem con mồi ra chơi chung nha. Đem con bẹo ra cũng kêu dữ lắm nha. Đấy. Vụ gì nói gì? Bỏ cái set ở nhà. Bỏ cái set nhà. À, em kích em kiếm bổi thôi chứ em đâu có dám ấy đâu anh Nhân. Nói chung là hôm nay là chủ nhật nên anh em cu thủ đi vợt mồi rồi ghé nhà bác Ba Quất chơi. Đây bác Ba gái nè các bạn, đang làm cà phê cho anh em uống nè. Còn mình già sao nữa? Hai đứa con gái con dâu. Còn thịnh này cháu là con có ông ở Đài Bắc. Uống cà phê. Cà phê nữa các bạn, đưa cho mấy anh uống, con uống trà đây. Rồi kia là chị gái con bác Ba đang tiễn rễ quýnh cu nha các bạn. Bác Ba. Bác Ba, giờ phát biểu đi, là giờ đang tiễn rễ quýnh cu. Anh em cu thủ nào nói nè, để dễ tôi lắc lấy cái máy rồi nó quay cái clip mà ngại quan cu này nè. Coi. Không bây giờ nói luôn đây nè, đây nè. Có quay mình đánh nè. Quay coi thằng ở dưới Long An coi. Đi đánh ở ngoài không rồi. Quánh hoài tôi có máy đầu đi. Mà bây giờ bác Ba nói vô cái kênh của con nè, bây giờ có cần tiễn rễ quýnh cu không? Rồi về có đam mê chung với bà vợ không? Nói đây đi người ta cu thủ cả nước ta biết, ta quan tâm. Đúng câu rồi. Trời đó gặp nhân về giờ gặp tới tin nữa. Rồi chị áo trắng nha các bạn. Là mình hẳn đá qua cương mình á. Ờ à, hẳn đá qua cương hả? Đó. Kế toán. Ờ. Chỗ bãi cát Lục Thảo mình đó. À. Một xã Long An á. Rồi. Giờ biết mà. Giờ tiêu chuẩn chọn rễ sao? Chơi cu, chơi quất, chơi chích ba môn. Đúng không? Hiền biết chơi cu, nhiều tuổi quất. Nhiều tuổi giới tính sao nó nói luôn. Thôi ông nói vậy. Tao biết. Nó lâu giờ quá quá. Con gái tôi là cũng một cọp đó. Tôi cũng cọp hả? Trời ơi. Vậy là cọp dữ lắm. Rồi anh nào mà chịu á thì anh nào tới mèo á. Anh nào tới mèo á mới lấy tôi cọp được nha. À. Là đầu tiên mới vô đây chơi vui ra, điện ngại không? Hồi nãy vô bên điện ai chín xuống nó gió trời. Chín mê lắm. Cái nhà lúc bẩm như cầm tiền cho con. Đây cái nhà hình như ông mua luôn hả? Nhà đang ở mua luôn hả? Nhiều. Ê ông điện ai chín chạy vô đây coi. Bao nhiêu? Nghi ông tên Nghi phải không? Dạ. Điện ai chính chạy đi chơi dài nhiêu chứ giờ nó làm gì? Giờ 20 12 rưỡi giờ 20 hả? Được 2 căn rồi. 2 căn thì ngăn cắt 2 căn luôn. Lộ 8-30 mà bề ngang 12 rưỡi giờ 20 là ngon rồi đó bộ. Nhiêu mấy tỷ? Có chở hoài gì không? Đó giờ dọn trái cây luôn thấy không? Bán Nhân giới thiệu chị này sao Nhân? Để chị vô đi.
má mày với tàu liệu tàu tụi ý cái nhà đó. Chính anh chị nè, cái có sẵn thôi, còn mình khỏi xây dựng. Ông nào thả mồi mấy ông lạ đi, cái mồi tôi thả hoài chứ. Con thả ra được không? Con nào thả được? Con thả ra Phúc Thanh luôn, nguyên cánh luôn á. Phúc Thanh không? Phúc Thanh đâu đừng thả. Phúc Thanh đừng thả. Chúng con trồng cầm đi, cầm lại đi. Có gì đâu sao? Chúng con mà ông có cưng, cưng không được. Nó có cái giục ịt 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 nó kêu à. Con đi chơi không có cưng. Cái gì vậy? Chứ nó đồ nó thấy rồi nên ông bà cố nội xíu mình. Đi ra nè, có cái lon rồi. Nó top hình rồi. Nó đi. Đâu rồi? Quay đầu vô. Ngồi chứ nó rù đó. Còn hãy tôi đem con ngát tôi ra. Ừ, đem con mà hồi nãy chú cùi á, con cùi đấy. Đó, quay clip đó, quay gì đó quay đi. Đá thì rác tức đá. Đá mà không đá gì mà thành con trong ngoài. Mày không dám ruộng vậy. Giờ mai nữa. Giờ mai không dám ruộng nữa. Tập giết rồi mày sợ hả? Không dám ruộng luôn hả? Trời ơi. Không dám ruộng luôn. Chưa vậy? Gù chứ mẹ gù. Không trong nữa ta hồi lúc có lúc tôi có tập đặng nó cũng chịu đá. Nó không đá đó. Chứ phải nó ngừng gù. Rồi đây là đang giật cu nha các bạn. Cu thủ đây, đang giật cu đây. Sao đâu? Đêm thằng này đưa cho tiên đủ mà đi với thi gù đó ba. Em mới nứt thi gù. Hàng của tiên chuẩn bị đi với nứt thi gù đó. Bắt được con làm sát, làm sát. Có luôn thành mồi lắm á. Con này nè, con của Lý Dung đó, thật kỳ đóng cái bây giờ đó. Ai đó nuôi rùa trứng đó, trứng tàn khác luôn chứ trứng. Thì muốn như bãi chật lên bờ xuống ruộng luôn vậy. Vô mà, vô trở lại được. Chặt khớp gì vậy? Chặt khớp rồi bác ơi. Bay cái chéo giới chặt luôn rồi. Dùng dừng tàn khác luôn trời. Mình lớn tuổi rồi đủ rồi. Phải đưa mình vô tầm bậy đủ rồi. Nó nhìn dưới chân được nó mắng mình sao. Dùng thổ chửi rồi. Sai khớp rồi.
không có nhìn cái hình nữa, hình xấu quắc vẫn chơi bình thường chứ đừng nói đu dùa trứng đất trứng con ngọt kìa. Bây giờ mình đâu có nói được cái vấn đề đó, đổ một con cua như vậy thay ngôi đổi chủ nó cũng cả một vấn đề nữa. Đúng rồi, ba thấy không có mua con ngư tính ra 15 triệu đi vậy. Lấy cái con ở Đắk Lắk cho ông coi kìa, con mua mọi ngư 15 triệu về đã đời mấy chân đứng lòng sao vậy, không kêu giống ăn nằm chọc giống như một ruột mà không kêu nhất đâu, nó đẹp như chanh nhưng mà như hai này đâu đẹp, không kêu không kêu mà tôi chưa có sắp đi thì sắp cho ông đi coi coi đi vô sắp đi hết nổi chơi chưa nữa hả. Rồi bây giờ anh em mình chắc cũng về chia tay các bạn nha. Rồi các bạn xem thấy hay thì nhớ đăng ký kênh của mình nha, cho một like một share nha các bạn. Giang ơi, chào ơi.